mẹ tệ chuyện khi mới còn dựa từ Prana Resort bắc quạt nơi đồi gầy quạt thả bỏ ngày Pram rồi mát xịpoi và ní cứ chỉ biết feedback về tệ chuyện mà mình và chân đi vái nên cứ bật chỉ Pram bán hết đá smooth lo và hay đầm lái xong rồi và xuống đây bằng ôn từng áo kia này khi nào ở vị tàu ní trong miền tệ tôn chỉ mới đang wifi một tập hết mấy đại chỉ tập hết để xong shop chỉ mới đang đầm rơi ca bằng ôn để bắt chụp ván xem đẹp Pram tam tia tòa khuôn rồi gặp Pram tam cây lái rồi có condo apartment cầm rộng tối thông sạch hai kia ếp xem xem cả đôi rưu có bộ pay resort đại dương chọn đại outdoor của bạn đấy và mình thằng indoor, mình thằng outdoor đại vì mình còn được hiệp phúa đại mình signal chia bàn lõ hay technology bỏ chuyên lươn thủy thứ mấy bạc nâng mình còn được hiệp lõ mềm tên hay nghe xưa trong các cực cực tiết đòi về free cloud sử mẹp ca cực cực từ lỡ device bạn chắc cứ bóng ôn ai remote config rưu có monitor từ lỡ access point và bóng ôn rồi có ổng có thể switch FCC, bình chia, restart FCC ta mà dựa cloud bị computer browser rồi có bảo bị tù sắp đáy group OS thường ổng bảo được chỉ iPhone rồi có Android FCC dương miền software đã ai access cloud từ remote config rồi có control từ lớp device nên thường ổng đòi free bảo admin charge lợi tế, admin cực lợi tế chẳng cloud nên nghe xíu hay register account đòi free thì chẳng cứ miền cái này dùng phá phá nâng chia chùm rớt đó là ổ phá xa nếp bà chọc bón xe mẹ bóng phá ổn được ổn nên dùng phá phá cứ brand mạng rồi chi này anh còn là phép phú hai connect device bàn chả rán signal chia là ổ hai phía chạy về chia tùm nợ tiết speed thông tiết khi chăm nâng phá hành spách trút trút xe mẹ bóng phá ổn được ổn nên score từ lơ ổ phá có nâng hay khi chăm nâng bằng hành từ lơ ca bằng ca đặc hào nâng testing configure bóng phá ổn thay vì nghe xe rùa cầm rạch nà xe mẹp ca bóng phôn pra pra và tiền user, tiền chiên đầm lại em xếp dễ nghe xe rùa hay bởi dương chỉ chiên với dương nghe xe rùa support ở tệ chân mình đến rồi dương ai monitor từ lưu device nâng bán tam dạ cloud connect để free nâng chẳng cứ xe rùa cực cường device error, device restart, device offline em xếp dễ rưu cơ bóng phôn chẳng đồ chung mua đồ password rưu cơ check mơ client connect rưu cơ thử ca cầm nát speed em xếp dễ tại mơ thả vì miền interference AOT có miền tay được trong software nên cứ dừng thưa càng nghe bán cho ra hay của đó tại vì giáo cho ra mình tên hai device này cứ miền stock chẳng trích tôi thông bằng bốn ai dựa tập ra bàn hay nghe xưa mình tên nhưng chưa chạy thả bằng bốn khơi hay và con chỉ chạp vào lắm là nghĩa mà pra device này mà chuyển luôn hay khi chăm pra mà dạ cần lo mà dù hỏi cứ khơi thả vì miền con lập hiệp quốc ọt hành thế hay vì ọt stack ấy tức vì smooth stable là mình tên hay user có việc connect bàn cho ra chiếc device xem xin tiết bật thiệp hay speed xin xin ọt bạc thì chẳng bọc ôn ảnh bán hay đầm lái xong rộng tiền chẳng cứ mạ rồi chi này ấy vì mình chẳng bọc hết tác chung dơ bọc hết đá thì dùng pra pra nửa lơ tiếp sáng đầm lái xong rộng xin mẹp bọc ôn pra xin mẹp in đó cứ miền phần màn model hay những outdoor miền phần màn model hay outdoor với miền chiếc wifi ban rồi hốt đó pram rồi mệt bà và bọn đặt khẳng khéo ai đó resort rồi có sản lá riêng rồi có kia xem xin đại bọn bọn thầy ca đặt đầm bay sai wifi ban thông từ lý đó pram rồi mệt bà mẹ tệ chuyện khi mới còn dựa từ Prana Resort bà quạt nơi đồ gửi có thà bọn ngày pram rồi mệt xịp hồi bà ní cứ chỉ biết feedback về tệ chuyện mà mình bà chân đi vái nên cứ bật chỉ pram bán hết đá smooth lọ bà hay đầm lái xong rồi hay chia đầm bốn cứ khi nâng bằng hai bằng phôn ở Squall bị cloud bà rồi chi nâng nâng bằng ca đặt khẳng cloud bà hay bắt đầu mà tiết cứ khi bằng hai spec rồi khi bằng hai spec về bằng phôn mới muốn trút trút hay khi nâng bằng hai software bà bằng hai software chắc là khi cloud đấy cứ bà interface bằng web cứ dùng ai cho tài can cloud.roichinetwork.com khi nâng đặt link từ ai bằng phôn hay bằng phôn vay từ cloud.roichinetwork.com còn log in cho interface này đầm bay dùng tập cả đặt account sign up account mới hay mình là khao nhưng lọc in châu tới cứ free bà chắc nghĩ xưa bà bôn khỏi khinh và nét ai bà cà bà này được bà bôn thật ca nhưng bà cà đáo sẽ mẹ ọt đáy thuốc nhưng bà cà đáy khơi nhé nâng tay ai đi vài và chẳng bà cậu bà tu sắp cứ dân tự lại software rồi chi nâng tay bà đó bà sơ cho rồi chi nâng đấy khơi như rồi chi cloud nơi khả năng tu sắp app store được play store bà bôn này tự lại bàn bà chẳng chô từ mơ spec bà chô từ mơ spec bà ô bà co nì mùi nâng chẳng khi nhóm phần 2 bà phôn muốn cứ indoor bà bà phết indoor chẳng cứ bà phết lấy cột mới nè bà cứ chắp bị đán bà phôn giờ thì chắp bị đán cả bán giờ bà giờ thì chắp bị đán cả bán giờ thì chắp chén cả bán này cứ vì mình chướng sẽ mẹp chắp xe lính rưu có bị đán vốn bà chẳng bà phôn ạch bà bán hai vì mình port POE bà phía nè bà port input POE phí bà chỉ tư tớ input mỗi nâng mới tiết lens secondary và bọn bọn ai bà to tới can device xem xanh tiết bàn á rưu có bọn bọn phá adapter cả bán rưu có phá POE switch rưu có pra
PoE injector adapter này các bạn này nè, việc thở size 18 volt thì tụt từ nè, hay mình bật tông reset AC. Chân model mà pay pi son son, bà rồi chi mà pay pi son son này trong năm hai spec, bông ổn, mà pay pi son son này, bà spec mà pay pi son son này, cứ viên miên wifi pi chạy bốn, cứ bốn ở mé, frequency pi chạy bốn với dual band nè, bông ổn cứ sai pi chạy bốn phẳng, phèm chạy chỉ hơn phẳng, bà hai tẹt to mới đó 5G cứ miên phẩm bài học sầm bơm mé, bà chân cứ speed về thông dual band pi chạy bốn năng phèm chạy bà nè dual band stream nè, bà hai tẹt to chỉ mới năng user user connect bà user connect portland với cứ có chi cái biết đấy nè tẹt to mới user connect cứ về connect user band channel mình tên khi em năng hai bằng phone mơ mình tích tiết cứ năng interface bà chương phổ phép này cứ pra ban tràn user hai tẹt tơ mới SSID bà chương khung device mới mới ai ơi pra SSID ban mua đào phẩm bảy tràn ban đào phẩm bảy bà device khác ban đặt bảy đi device này ban đào phẩm bảy bà hai tẹt tơ mới client ai connect ban mới đập client bà mới đập client chương cứ device ai connect cho tụ sập công tác ăn mới đập device trong pt mùi bà chương maximum chương cứ speed hai năng cầm lăng này camera prak cứ phần này cứ là o hơi hay đầm lại với thu thì bà bông ôn như tách trang tam bị chích tôi thống bà bông su mắc nhưng đừng hẹp đầm lại chun phone chun bông ôn bà hai nâng mui mui một đeo tiệt đại biểu thông chieng mà pay pi son son nắng bà dương chạm bị đan được khnía bà chạm bị đan được khnía rồi cái chạm chieng màn được khnía bà chân cứ nơi port này cứ viền miên port tại mui thế cứ PoE in này admin secondary tại thế mui thế cứ console config thế dương port adapter các bạn rồi port PoE các bạn nhé ở đây thì chương model bấm pin loại mà pay L AP bấm pin loại mà pay L ní rồi chi ní bạn bấm on giờ thì chụp bị đan cơ bản này cơ bản chương khi ông làm hành spec tích spec biết thông chiếng bà spec bấm pin loại mà pay L bà pin loại mà pay L ní có dual band này bà pi chạy buôn phẳng phèm chạy chỉ hơn phẳng bà chương bấm pin loại mà pay L ní connect band chiếng pi ở user bà pi ở device pi ở client à nhưng mà hai spec data sheet bằng phone trong score và đặt lên bác bằng phone search trên internet đó trong YouTube có miền này cứ kịp hai trái nên bởi pay L chứ bởi pay L có dual band đá pi cho buôn phẳng phèm cho chỉ hơn phẳng bà hai viên miền speed bà rồi hốt đó mà chia bà wifi speed đó mà chia hai miền port you port network có support đó mà chia đá hai tiện tôn mỗi user connect ban đó pi ở hai sản phẩm mỗi user mà đây đi pi ở 256 device client bà SSID ban đó SAM sẽ pi SSID support bà chắc bà bốn ai broadcast SAM sẽ pi SSID nóng chung một xin cái password xin cái hai bà bốn ai cầm nắp speed xin cái tiết bàn limit speed by client các bạn limit speed by SSID broadcast các bạn nâng cứ cả config bằng plain pay L này chẳng bằng bọn ai prao chẳng bán và ta chỉ tụi tới dân prao tầm án 4, 5, 2, 3 ấy thì SSD dân đã prao đó cho ra những đề tại bảo miên tầm rời cá cứ prao bán nè khi nào spec này support tới rồi bà chẳng mà đây này cứ speed dual band setup ở lớp sở bà chạy bà chia sử dụng thamay dual band này free cloud config đôi khi nè chẳng cho tại đó model outdoor miên xanh tiết speed spec thông dân nắng bằng bọn thời cá nè đó là thông thông những năng tiết cầm miên này một con ảnh xua mắt khi mình ở một đeo ở Spectre cho ta đó một phép áo đỏ đi khi hôm nay nó một phép đi áo đỏ đi cứ dân chấp miên chương với chập chàng và dân chậm chàng rồi có chập cố là bạn đấy nó chương miên sắp không bỏ ập nắng và một con như là chập miên sai rất miên ai viên mà cầm play miên này rất đầy nắng mẹ rất bàn rồi có chập span của bạn đã chương bạp nắng riêng bạp nắng dân chậm chẳng đi áo đỏ tao tật tao thằng ngay tao liền bán anh ấy cứ wifi 5G bao giờ sai ban chừng ngày 5G sai ban rồi họ đặt bay rồi mệt bà ao đó bay rồi mệt 5G chấn và ba khả năng cao thứ access point sensing cầm đặt 5G sai speed ban kháng hay ban chừng ngày và hiện nay 5G ban đặt bay rồi mệt bà không phải ôn giờ tập ráo sạc bán hai bên miền port đi khi nếp pí miền mối cứ mến mối cứ secondary bằng phần ai cho tên device sensing được cập to network tập sensing tiền bàn bà chấn và hiện nay bạn ôn prime hay dùng phần PoE adapter rồi PoE switch PoE injector đấy bà chân dùng prime outdoor phần này mỗi phần tiết chân khiêm tích nhầm phần hai nhà lấy nhau ai khi rút dần mỗi phần này
có sai ban chăng ai chừng kì cứ ban đó pram rồi mệt bà để nhiều những quạt phèo thay pram rồi mệt xịp hơi á bằng bà chăng phổ hết này outdoor ban pram rồi mệt hai user connect phổ hết này ban đó mà quan mà pay buôn device mà quan mà pay buôn client mà ban thông mà chăng sầm mép cái lại đây mình muốn cho ra ấn bà will nhiều test cho cái lại test cho cho đấy anh pram phổ hết này pram rồi mệt đã tới hay connect device ban cho ra bà speed ấy còn lượn khăng này khi ông nâng phải speed lên ní để bay bóng ổn bàn cho bác lấy ní phần đại support đó pram rồi mệt bà nhưng cứ dân pra adapter với các bạn pra PoE có support đại ở đây thế bà rư có link module fiber cho các bạn này ní miền port SFP ai link module cho tại đang rất fiber cho bằng mạch phở network các bạn này bà nhưng device ní lấy code phẩm mua ở Pied bà AP phẩm mua ở Pied nè hai ca chạp nè mà muốn chạp sợi làng lưu cho crowd bánh chuyên đam ấy bàn ở trường nó cứ ảnh sợi bàn chạp và cô đưa chạm chuyên chàng nè bà hai tẹo tôn chỉ mua nâng spạch bình bà nó cứ miên lùm ất từ lơ cạp ra vì cứ dual band đích nế cứ 5G phóng 2.4 phóng bà hai cầm rất đài sai bà speed bà vía cứ ban thống hay nâng ban user đó chẳng hạn không nít cứ viên miền bình trịa nè viên đường miền bình trịa bà số bình trịa tích nè hay viên miền ở wifi sạch tiết này nhé mà cứ mặc quan mà phải buồn lại ăn pra SSID capacity rồi đó xem sắp SSID bà chẳng cứ ai pra bán bà hai bóng ôn trong limit speed từ lớn khai ân mùi mùi cả bán limit speed từ tam SSID thì mùi được mùi cả bán đấy ta à lấy chung mua VIP speed lươn tàu chung mua gas speed thông mà đa tàu nha rồi có chung mua ai mùi tiết nha đã speed xin đấy chứ bóng ôn ai cầm nọt chứng tay cả lại anh lên bóng ôn password mẹ phải nhiều vì sao rồi bóng ôn phở toàn luôn càng nghe thật càng lươn chung mua mùi pra tại anh đấy và hai nẹp xe chết nhiều tu tới ai speed mà là mồm này chứng chung mua nó cứ vì ở bên đây không user pra chân ở đây phần network bảo bảo ổn thì ở càng thời slow thì mẹ càng nghe thì nè mẹ cầm sáng nhưng ở mua nâng password thì mẹ nhiều cầm sáng tu từ từ nè ok chân thì mẹ dừng xong chạy internet nâng chạy internet cầm ở stack đó càng nghe bảo bảo ổn và chân cái này cứ một hết của mùa pet sub dial ai che wifi ban đó pram rồi mệt nhưng hiện tiền này và bảo ổn như đã ao đó cứ pram rồi mệt bạn nè hai một hết mỗi tiết để khi mà hai ao đỏ đá để ban thêm bay rồi mát nè bay rồi mát cứ lấy code phẩm mua ở pi nè phẩm mua ở pi sắp tại dual band tiếng ơ nè pi cho buôn phong phèm cho chi cái hơn phong nè speed pi cho buôn đau bay ở mé speed phèm chi cái hơn đau phẩm bay rồi học sập phẩm bờ mề bà bánh ban bay rồi mát cầm đất phai chi bà chấn chấm này user connect ban đau phẩm mạng nè bấm ôn từ mới connect user ban đau mà rồi học sập buồn bà và tay kia recommend ai prá cao phần mũi nè cao phần mũi kỳ lọ chứng nơi khả năng rồi chí cứ mình phải chạy cái tên cho bác bài bác bác tập prá tạm đời ca xong sẽ đọc bác 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 user bác cua prá bác khả năng mình đi mua mũi kỳ bác chạy hai SSID prá bác đơn bởi SSID bà chung mùa chênh bản chứng cứ chỉ spách lùm ắt bác thay bác bác mơ tới bác chạy bác chia thật spách mạch bác bác trang lùm ắt nè mình ở khả năng bác bác chạy bác thay bác nhưng có phép outdoor P model này là lợi tiếp xa để xem này nó bóng ổn như tập ra bây rồi mạch bánh phải trí nâng đó pram rồi mạch và phép mùi tiết outdoor sẽ tại phép thử tức thử ngay thử liêng đặt tam resort rư có cả than rư có cả lại vil để bóng ổn là chiêu cam bóng ổn rung ní than lại ngầm xa này xem xí đặt tới bóng ổn này pra ca bán xe mẹp cốt cùng ở nhiều pra và nơi tam có tam ấy tìm xế nhé nhiều để thọp vừa tập ra rồi đó cứ quạt sao bị quân được hiệp nên tinh hái tinh tiết gặp đồ chắc chắc cháu chẳng hỏi bà có thể thì ấy nhưng có mọi khát phê bà bộ mình xử lúa ai xua nơi khả năng vì tổ chạp mà xua có càng nghiệp chấm rưu gọi khẩm mình mà xua mà tại dự lõ bà bộ chạp nó là ổ chiên nó dừng nên trời tọp tam phê bây giờ chạy sau đây hai nhóm và hai bà bộ bà tích sẽ gặp chiên để gọi ra để khách gọi đài bà thì bà phê nên có thọp tờ lọc in cho IP cần phích anh ấy cứ mình thiếp nghe xa rùa tạm mẹn tên là mọi người bạn chẳng cứ nhóm nâng phải hành từ lơ tu sắp đáy bà tu sắp đáy chẳng cứ dựng bạc store bạc dương máu bà chẳng cứ bạc store search app store bạc bóng bốn search search rồi cầm về thì bà bạc app store máu
search rồi cam vịt rồi cái Play Store á na đặt thà Roi G RUIJIE bà hãy search mất bà chân khơi Roi G Cloud na tài lại cam vịt Roi G Cloud đang mùi màu nâng nửa lớp tủ sập rồi gọi tablet rồi gọi ấy cái đâu na Android rồi iOS na tài lại máu chân khi ông đang tài lại một tay chạy sát khi mình account hai hai khi ông đang lock out account bắt khi ông chỉnh sẵn bà khi ông lock out ok lock out account như mình account hai chân trâu máu cứ cứ tờ tê bạn nè chân bấm on bấm mình account hai bấm on lock in trâu username password account bao rồi gì tay bảo toàn mình tới bấm on sign app nè chân khi ông sign app nhắm sign app chân rồi vô country vô Cambodia chân máu email nè chân bấm on ping email máu email bấm bấm on thử cam mình email bà nhóm thì họ khi mình email khi anh ping email bà email personal box khi nhóm chân máu bà sotra@tratech.com nhưng mà hãy này cứ password sẽ mẹp login cho account cloud bảo rồi chi nâng chân ná bảo ôn đặt password để bảo ôn prao đấy ná bà invite code ní bà sân là chìm bảo ôn min code invite này nà invite ấy đặt tới tài dương admin bạch tì hay khẳng khẩu dương thách agree màu ná ná nè thách agree màu dân ping tại email hay password ná password màu ping cho lấy hãy sign up nè password đặt phát hành lên đi thì tại nhầm bàn ping password cho hai ấy nè sign up nhân invite code in not input back to enter dương miên invite code out back out miên này out front miên nhân dương sign up đăng tiết no invite code cho chưa no invite code màu nè out miên ok nhân viên đang loading tàu ạ nhân chăm mình tích nhân đã thơ register success nè nhân start thrill chúng bạn muốn trang ấy account năng full thử cho tới email này login cho email tới tới check link activation nhé chúng không email là mình email mới activate đập bay out account năng full của mọi trial bấm chúng tiếp tới xem xong ngay về expire nhé chúng start trial đầu nhằm start prao nhé hay việc đặt thân này account này cứ at full day nhé chúng bạn muốn thử login cho email từ nhằm lock tới lần này nhằm chúng cho mắt đi cứ interface rồi gì chúng nó không interface này cứ về main project và main project này cứ mình nói là thì họ bằng phone chỉ chiến bằng phone tầm lại ông ấy tiếp A tiếp B tiếp C nè bằng phone bằng cái project tiếp A tiếp B tiếp C đâu hai khả năng project những mối bằng phone add device cho mình nói add rồi chi access point cho rồi cả add rồi switch cho nè ở tới ông có mà rồi chi bằng phone add cho tập tiếp năng từ nè đừng bị đừng đặt tiền á dân ai cướp rong tập tam tiền thì mỗi cứ tam vậy project mùi chứ bà phụ mình project chán bà phụ cướp rong thành hai bà phụ cho anh đẹp xinh cướp rong của ban này không đi dân miền bắc cả account ở đẹp xinh cướp rong ban rưỡi cả dân miền xe project nâng tạo nhà na chui cướp rong nhà na chui cần fix rưỡi nhà na còn remote monitor mơ tê ở miền sơn cần fix ấy từng off nè không rồi chi ní cứ miền tây từng off tam đoàn bà chẳng đâu pe thử cần fix bà bắc cả account ban hỡi bà bắc cả account ban chúng cứ đo cái lạnh config cứ nơi lớn đi cứ miến khiêm bệnh sẵn bà cho khăn ông cái lạnh project nhé cái lạnh project nhắn và tôi mà tiết bằng ôn trừ miến biệt hà này create your first project dân tâm được project gì dân bật project thầm mây nhạc bột ná chúng cứ dân bột project thầm mây muối bà hỏi dân miến project dân miến ở Roi G APR dân miến chúng cứ thật cả scan QR code này dân dấu scan QR code ná chụp lên nắng đó. Bà chẳng chụp lên nắng cứ miễn ai bấm on scan QR code cho tôi sao vậy bà chẳng nhóm chăm mình tích chấm chụp rồi chỉ môi tệ bấm on cứ access point này bà chẳng cứ dương to chỉ môi đường switch bà cứ dương pra chỉ môi đường PoE injector được gặp PoE adapter size 7V nè cứ miễn PoE ba unify cái trâu này đấy nè nhưng pra PoE ba unify bà được gặp PoE injector ba rồi chỉ cái miễn này bà chẳng cứ dân đào máu chẳng tìm muối vì switch cho lens mà muốn thoát ra vì switch cho port lens cứ dân to sai đến cứ thử chiếc sai miền router mùi body DSP màu và sai body DSP má cứ sai miền internet miền giới chúng ta sai trên phi router miền internet sai năng đào cho máu hai port PoE áo màu cắn rồi này bà chẳng PoE áo dân cho máu bạn đào tới bạn đào tới ông có bị chập đam lan phơi này bạn đào tới cái mình phơi này bà đào tới mình phơi chẳng dương cần phải chẳng học này chẳng đào tới mình phơi hay chẳng dương scan máu nơi khăn crop ông có rồi chi chẳng học cứ mình QR code bà
mình QR code chẳng cứ scan QR code nắng máu bạn device đọc lên hai ấy và scan QR code này. QR code đại minh dữ liệu á, QR code mới đặt thả SN á, QR code là SN và cứ dùng scan QR code SN, QR code mới cứ QR code mẹ và lật pha lấy thì mới tiếp cứ QR code SN nè, rồi cả bây giờ ad scan bán dùng vay dữ liệu lên châu là này SN này, dùng coi vay tại dù thế, chẳng scan đó và scan với chấp ban dữ liệu lên bằng dữ liệu lấy phần man, ấy lấy phần man nè, ok, chẳng phải để chấp đa ban dữ liệu, bằng ôn đại chung máu nè, viscola là nè, model AP phân loại của PL và dữ liệu phần năng MAC address phần năng bộ phép viết cứ AP và bộ phép viết switch cứ switch viết qua bộ phép xẹp chẳng nếp nếm nếm đi chẳng đạt chung mùa bà bộ phép đạt chung mùa device năng chẳng bộ phép đạt AP ấy thế AP bộ lời pay chẳng đấy bà bộ lời pay L chẳng đấy bà AP bộ lời pay L cho anh tỉ muối AP bộ lời pay L cho anh tỉ P AP bộ lời pay L cho anh lọc B ấy chẳng đấy lại lọc B ấy chẳng đấy bộ phép sẽ đạt khả năng đầm bay chẳng em tha access point nè, access point nè, nơi tì tăng nè, đồng bây dừng cực rõ, ưu tiên hoa ra khăn ông tiền nâng khăn ông tà lại nâng, ở kia nâng dừng pra access point cho ràng chẳng chung add và tốt bị chung add để sao dừng ở toàn bên project tì chẳng dừng thử bình phố ở bên project name nè project name cứ chung mua, đã chung mua tha villa A dừng tử bà villa A dừng tử bà hai password management password này cứ chỉ password xử mẹp admin ai access point chẳng bọn bọn anh đặt lệch vào màn để bọn bọn chấm và nằm bay bằng ôn ngày cày pe bằng ôn trong cột cột device này thử đăng password này password này thì mỗi browser mình phải login configure tam web browser này nhé chẳng bằng ôn đặt đây chẳng cái này cứ SSID này cứ đặt mua wifi này chẳng bằng ôn đặt thà test wifi gì chứ và những đặt test wifi gì đấy và hai cái này password này và bằng ôn vô open cứ admin password tê và admin password tê cứ cái này tích chọn mà người ta dùng open tê dùng đặt password và khi đặt password wifi nắng nè bằng vốn đăng ấy drop thuê tại này sẽ mẹp này drop thuê và anh quật giờ tập rai prak luôn anh mời tập video này anh thuê anh luôn anh bàn cái này ở scenario này cứ bằng vốn rơi bập hết nè cứ còn là chăng đăng tha tìm mối đầm bay ở wifi nắng wifi nắng prai prak trâu cho mối nắng cái này bằng vốn nè prai prak trâu cho mối bạn than bằng vốn để trầm trời nắng chứ giờ office bằng vốn giờ office tới chẳng viên đang đa configure lại cái nạn smart office kia office hotel viên đang đa tôi chỉ là cái nạn smart hotel chẳng viên chui mà về chui wifi này về chui trong cái config wifi chẳng bấm vào chỉ school cho school nữa với cái màn chẳng là thì họ khi em chỉ office chẳng đã chỉ office bà ok chẳng em chỉ ok chẳng viên đang adding bà adding chẳng adding châu lắm châu khi mà muốn khởi những cái nông project vì là ế bà miên device và màn device mùi còn tại offline thì tiệt thế chẳng không đi bà sân ai chỉ miên khẳng khỏi nè muối cứ miên muối pi miên đi vải pi bay tam nè và tay khẳng mốt đi cứ miên nhà đi vải online bà đi vải online chắc là toàn miên đi vải online chứ để sao dân tâm tại đào network chỗ vì toàn refresh chẳng chăm mình tịch sẵn đi vải nên online chẳng nơi không đi vải nè miên online client unsold chẳng thì chất đăng tha đi vải nên miên khẳng định của man chỗ hay bà sân ai chỉ bông bông khẳng định đi vải chẳng đi vải không đang miên miền chia ra nó không nặng trên mà phần màn đi vài chẳng thế và chắc trong bẹt nè nè bẹt hàng lợi bẹt trên pi vì là nên để bẹt châu từ nè chắc nó không đi khởi những miền vì là e project chắc bản thân ai chỉ bao bốn miền project cho ra cứ project một phần này trong bao bốn trong mình này mùi nè trong cột cột mùi nè trong monitor mơ mùi nè bao bốn châu từ can project này mùi nè từ bản thân bao bốn miền tì tăng cho ra và miền nhiều cho ra nhưng ai cột cột ao nhiều bạn nghĩ rồi và ok, chẳng nhầm chỗ tâm đáng tiếc nhầm chỗ chỗ tờ lơ vì là chỗ tờ project này đầm bây mới thay device này online nè toàn online thì nè chẳng dừng rung chạm tịch vì từ bộ lái vì thử bàn DCP hay vì thử connect một server vì sẵn đầm bây bàn online rồi mình online và ok chẳng cứ bẹt nè ok khả năng đi miền mua FCC mới tình này chỉ cho ra chẳng nhầm chỗ tờ cần mày account này chẳng bao giờ mới nè mày account hơi rung chấm này tích nhưng mà refresh tiếp làm bay ở loading từ mới khả năng setting mới wifi này mới khơi nhớ khơi nhờ test wifi wifi test nó miền nữ bà wifi test nó miền nữ ok rồi bây giờ mình đặt wifi mấy như đặt test wifi nhá
Nhóm bật mùi tiết vừa như mình bạc chào mùi chứ nhóm bật vì sân. Cầm áo ở chỗ ăn cái này. Mà khi bật chào mùi sân. Bây cầm áo chỗ ăn cái này. Ok, nhóm lọt đinh chôm đáng tiết. Nè, bà bốn chôm nó khinh online nhé. Nè, device mùi, device online. Chứng vì app online mà. Chứng dừng từ mới wifi mà đáng tiết. Ta wifi nè, wifi chi tay. Tay wifi chi miền đáng mấy những đặt được chế. Cùng chung ngào, mơ nó khăn rồi chi năng đất. Khăn rồi chi năng nè, bà bốn mới toolkit nè. Nhưng chôm là khăn rồi chi năng máu, khinh toolkit nè. Bà, mơ wifi management nè, cái này cứ cái này cái password wifi ấy nè, wifi test 5G chúng ta chúng ta test 5G ok nè. Chẳng bẹt mà vịnh nè, bẹt hàng lớn đi mà vịnh máu nè, ô hàng này cho khẩu các bạn đấy nè, toolkit lẹ nó hàng khẩu đi nè, ô vi lang màu nè, ô vi lang màu chúng vi lẹ nè, chúng mất hai mà vịnh vô chút cái nhưng rô cái lại ắt khơi đi nè, vi lẹ anh chẳng ạ anh chẳng rô cái lại mình nick password wifi rồi ắt khơi đi mình nói tạm bất nơi kia nè. Chúng nhầm tầm mơ khả năng wifi mà đoàn tiết ta trên chung mùa màu này của mình. Test 5G. Test 5G đặt password mình cứ mùi đó bầm buồn. Connect ta cứ bạp 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 nhầm ở sau bọn connect của connect bị đạch mai rơi bạc nhầm đi nhầm ở trang switch. Chúng nếu khả năng đi khiêm đừng vô tu sắp xin connect test 5G bà. Bà rồi chí đi. Khiêm đừng connect bà muối đó bầm buồn bà connect bạn ok muối đam buồn rồi muối đam buồn ế mình nè ô lạnh thu khít nhé ô lần lớn mới mơm đang tiết nè so password so password muối đam buồn ế bà đã luôn anh phim click luôn anh phim bạn 1 2 3 4 5 6 7 8 A บ้าน โอเค ខ្ញុំខនិចជាប់មកខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានបាទខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានបាទខ្ញុំអាចបើកអ៊ីនធឺណិតដើរវិញហ្នឹងបាទនេះបើកយ៉ាហូបើកអីផ្សេងៗ Wi-Fi ដើរហ្នឹងគេ đồng bây bằng bộ khách lạnh này khá mở toàn. Chẳng chôn từ khả năng project nè, project mới bằng bộ trong bà cát project thamay các bạn nè khẳng lớn mình create project nè, create project tờ bà cát thamay bằng bàn project chẳng delete project nè khẳng khỏi nè chụt lên năng mắt mình biết delete project chẳng share project nhưng ta ai kế chụt share project nhưng ta ai kế đồng bây ai kế group pro này nè để mình account rồi chí đối khả bà chẳng chẳng mà nếch project nè chụt lên project năng mô chụt mắt về năng lọt đến chôn bề để cho tới cứ khởi miễn AP phần màn offline phần màn online cứ miễn nét khai ấn phần màn connect mùi khai ấn chụp lơ năng máu cứ khởi khai ấn connect 5G signal strong mình strong bà nè phần miễn mặt cho tới mới không năng time tiết cứ khởi miễn connect máu dạng phần màn này up time nè khai ấn năng strong up signal nè prà rồi biết mấy phần prà tới bị load phép từng ạ bà chẳng cứ dừng back back mà vinh xin nhờ nè back mà vinh cái lãnh để bằng bộ trong đô password này khẳng cao nè khai rô mình khởi cứ chôn tập project tới bằng ôn ô lang lơ máu nè wifi mà này nè cho wifi mà này tìm mũi khi mà hai bằng ôn wifi mà này bằng ôn trong bậc cao ai ssid mình đưa thay miền ở có khác ăn bảy ăn pram ăn đọc ăn sam sập chia cái này bằng ôn create new wifi máu create new wifi tới nè chân viên đang change mua phần màn để bằng ôn cầm nát đây mua same same cái này password same same cái này nè rư cờ bằng ôn mơ cái more advanced setting này nè bạn ôn cho tới bởi dân chăng bật 5G rồi gặp bật 2.4G ấy cái dân bật bàn tay dân đua bắt những ai đa được pi nè nơi khẳng khảo đi cứ miên cả lãnh speed limit per client nè bạn ôn bảo tới dân upload phần màn download phần màn bạn ôn đặt speed tới dân client này mỗi một bàn speed phần này ngày nắng gần đặt speed 8 client này mỗi tại mỗi tiệt bạn ôn ad pra nè bạn ôn pra limit speed by SSID. Chẳng nghĩa SSID là bọn bộ cái mấy nhỉ? Một Wi-Fi ABC rồi Wi-Fi VIP password bằng mạng nâng viên nâng đá speed tài phần nâng tê Wi-Fi mới nâng cứ đá speed mạng phẻ mê đập mê để bọn bộ cầm nắp nâng ảnh ắt lực nâng tiền chẳng bê đại miên user pra chẳng ắt tiền từ đó speed room mà bọn bộ tê nâng cứ dân cầm nắp speed ai nhẹp xe anh pra bà chẳng cứ miên
2 cầm nát user mui mui cả bán cầm nát mua mui ná ao speed man đây là mua abc speed đọc mê mua boss rigo vip speed 50 mê thì anh bông bốn cầm nát bán nè ok chẳng cứ cái này này hãy sale tới chạp rừng này bà rigo bông bốn chẳng từ cài chẳng cài lỡ cài password cho nó chẳng cài password này chỉ số mất password này cài password nắng hãy sale tới rồi các trang cập nhật password speed out wifi test nè, không advanced này, advanced nè, chỗ advanced nè máu, nè, nơi khẳng khẩu này, cái này cập nhật speed đấy nè, bật đó, nè, ok, chân cứ nghe sruol, smart camera, hay nghe sruol phở, chân bấm on ai cướp cướp device nè bạn, tu sắp miền internet để mày log in chỗ account cloud, ắt chạm máy thử network ring mũi khnì ấy đó nè, ắt tỷ, device này cứ đào chỗ về nè connect the server dương miền account scan QR code remote ban chẳng bao giờ browse 3G rừng browse internet bị ngay bị na bị này mà cái đó cướp cướp device nâng ban ba hay khi nào miền monitoring miền FCC miền optimize FCC để bay chụp nuôi nhá miền project report FCC miền port miền chỉ cho là bao giờ ai check mở inspect FCC miền tiệt nhá update firmware miền à chúng bạn muốn ai vô từ lệnh bàn vô từ sản bạn muốn nhưng prap tại cái lại này prap rất quan trọng nhá bà project name ấy dùng trong cái một project name này cái mất một project đang cài bản bà monitor mơ tới ấy nó speed nhá device đang prap của màn mê của màn chi ấy hay cứ miền port miền từng ở tại một đó bà chia boot được có thời ca update ấy cứ viên đang detect update firmware từ là version ấy dùng cho tới viên đang update schedule update ấy các bạn này bà hai bạn muốn trang delete device chính cho được năng device nắng bà miễn biết delete device này càng cao nè những delete device nắng tránh tầm bấy ai account thế miễn sạch mà nick các bạn nè bà rồi dân trang phải chia reboot em xem ok miễn hai viên năng phép CPU prime upperman memory prime upperman nè cứ chỉ bỏ miễn bạn muốn prime cứ khơi tại một đoạn như này phải chạy cái thế đại prime ở bộ cơ từng ở này nè nhưng còn là phải hai tru tru thế phù mình làm ở đây để bạn muốn chọn lên dùng khăn nhưng prime là vị thi thử bạn muốn ai score đó vị thi thử anh đang kịp prime chân vị sruol chân vị nghi sruol prime nghi sruol cướp cướp và chân đây chỉ mình miễn ai và bá đây bạn muốn khơi nghi nghi và cả đặt khoản mỗi free scan device cho khả năng project và cả password mình này speed AMC nghe sử dụng admin ấy và bà thế chắc bà bốn ai tầm hiện internet hay bà bốn chọn đạo phẩm án của bà này đọc sai cho mùi switch nha đọc lớn add scan cho một đoàn mùi một đoàn mùi một đoàn mùi bà bốn cục cục device bàn được AHP để bà bốn add chốt đặt device nó chung mùi nha tì tăng tầng nát bà bốn xùa khăn ông cá cục cục device ao đó còn chân đáy cứ cục miễn QR code là lớn năng từ ơ đại miễn serial QR code nó cứ dân scan QR code serial out đó có miễn nha in đó có miễn switch cái miễn này switch POE có mình này bàn này phải chia restart port bật bật port FCC nha chân là lớn đi cứ bằng ôn pra ơn là tám tù sập bà chân khi nhóm năng phải hai từ lớn công chủ tơ bình nha khi nhóm phải hai từ lớn công chủ tơ bình ok là lớn công chủ tơ bằng ôn bà internet ấy cả đó bằng ôn bà mất cho nè nè cloud bằng ôn mơ tại cloud .rojinetwork.com nè nè bà ok cloud dẫn cho cloud.rojinetwork.com á hay bằng ôn log in account bằng ôn rưu cơ chân bạc account nâng cơ bản này nè cứ dân sign up á được khi nê chân bình chân khi nhóm nâng log in cho account bằng nhóm mình bà bà password bà nhóm login ok chắc khi login châu lại mà dân login châu này bị phép thật không nhóm expand phim buồn ngày nó ở dân login mail đầm bây này nó chắc khi đi về châu thamay từ bốn về prap nè AP miền mùi miền AP mùi nó miền account một nhóm dân nước nóng cloud đại dương remote tam công tơ nhé rồi chỉ này ai vừa hotspot bàn tiệt nhưng mà chạy này để chọn lên hotspot nhé mình chỉ hotspot tam voucher và hotspot tam voucher hotspot tam user account ấy print voucher print ấy nhé cứ mình group function design được luôn anh không bàn không đi thiệt insert group background cái color bộ tông là bê lấy không đi miền á bộ ôn giờ từ lấy ban nhưng còn phải chạy thằng này để chọn lên hotspot tam hàng cà phê tam lại chìm cam một chuyện luôn
hotspot របស់ Roji គឺ free ហើយ ស្រួល ក្នុង ការ ប្រើ ប្រាស់ ហើយ មិន ចាំ ដាក់ server ចោល ទេ មិន ដាក់ computer ចោល ទេ គឺ វា ដំណើរ ការ នៅ លើ cloud របស់ វា ដែល free ហើយ ងាយ ស្រួល ណា ខ្ញុំ បញ្ជាក់ ថា ងាយ ស្រួល អញ្ចឹង ចូល មក បងប្អូន អាច manage បាន ណា នេះ អញ្ចឹង project បើសិន បងប្អូន មាន project ច្រើន នៅ ក្នុង នេះ កន្លែង នេះ គឺ កន្លែង ជា project នេះ ណា villa A ហ៎ បើ មាន project ច្រើន លីស ក្នុង project ហ្នឹង អញ្ចឹង ខ្ញុំ អាច មើល villa A មក ខ្ញុំ ចូល ទៅ project villa A bà villa A chẳng miễn AP 1 nè khi mà miễn AP 1 nè online AP này nè mạng address mà anh cùng bán IP và màn trước khi chẳng delete AP này các bạn chẳng add AP cho các bạn khi add time mất nè nè chẳng ai cho chỉ cho anh AP scan serial mất các bạn rồi các bạn muốn add vào đăng mũi các bạn này bà chẳng chẳng cài password wifi chẳng cài mà nick lên device này nè châu tới cái này là ok chẳng cứ roamer này cái này vì là configuration sorry nè configuration cái nó và lại nè basic vậy châu máu nè ssid nè test 5g vậy nè chẳng limit speed mấy chẳng cứ crop crop ban tiền off chẳng bao bốn min công cho tới log in châu tập browser các bạn bật per cam thì lời tụ tập sruel mà chẳng ឲ្យតែមាន internet គ្រប់គ្រង device ពីចម្ងាយបានអត់មានឆាច់លុយទេណាងាយស្រួលប្រើប្រាស់ខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថា ROG នេះគឺងាយស្រួលប្រើប្រាស់ហើយសេវាខ្លាំងល្អណាដាក់ indoor អីគឺចាប់ពីដានចាប់អញ្ចឹងអីគឺសាច់បានល្អហើយ user connect បានច្រើនដូចខ្ញុំបង្ហាញតាម spec អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង ROG បងប្អូនត្រូវការប្រើប្រាស់ជា device មួយហើយមានការធានាគុណភាពបាទបងប្អូនមានចម្ងល់អីផ្សេងឬក៏ត្រូវការឲ្យខាងក្រុមការងារខ្ញុំសិក្សាសម្រាប់បងប្អូនប្រើប្រាស់តាមអាគារធំធំណាឬក៏ប្រើប្រាស់តាមផ្ទះក៏ដោយបាទគឺបងប្អូនអាចបានហើយពិសេស outdoor បងប្អូនដាក់ outdoor ព្រោះបងប្អូនភាគច្រើនរក outdoor ពិបាករកប្រភេទ outdoor ដែលបាន wifi បានឆ្ងាយវាបាន1500ម៉ែត្រណាសម្រាប់ resort អីផ្សេងៗហ្នឹង outdoor គឺបាន1500ម៉ែត្រដាក់ខាងក្រៅត្រូវទឹកត្រូវភ្លៀងត្រូវថ្ងៃមកកំភ្លេឬក៏ 5G បានដល់300ម៉ែត្រកម្រិតមធ្យមប្រើ300ម៉ែត្រក៏បានដែរបាទរូបរាងវាសិតតែធន់ទឹកធន់ថ្ងៃហើយដាក់ក្រៅបានមកទំហឹងហើយបាទទាំង out ទាំង in អញ្ចឹងបងប្អូនមានតម្រូវការជួយអាចតាក់ទងមួយក្រុមការងារខ្ញុំនៅផ្សាយតាមរយៈ page បានឬក៏បងប្អូនជាងមានចម្ងល់អីមិនច្បាស់អីផ្សេងៗអាចសួរបានតាមរយៈ page មកឬក៏កន្លែងណាដែលបង្ហាញមិនច្បាស់អ្នកឲ្យកាន់តែច្បាស់យើងអាចថតជាវីដេអូកន្លែងចំណុចដែលបងប្អូនអត់ច្បាស់ហ្នឹងបង្ហាញនឹងផ្ញើបងប្អូនព្រោះក្នុងคลิปនេះខ្លាចលោថាមិនមានភាពគ្រប់គ្រាន់តែបងប្អូនអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លះមួយចំនួនហើយគាត់អាចមើលតែคลิปនេះមិនតិចគាត់ដឹងគាត់ធ្វើបានដោយខ្លួនឯងទាំងអស់ហើយបាទអ្វីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសចំពោះបើមានកំហុសលើសលួសនៅក្នុងនេះហើយសូមបងប្អូនអាច feedback មកដើម្បីជាការស្ថាបនាកែលម្អផងដែរបាទអរគុណច្រើនបាទ